Hoàng Giao xin chào anh nhà thơ. Sáng nay chủ nhật thì nói chung là pha cà phê mà chưa kịp uống thôi, sẵn là mời anh luôn. Và mở tay ra thì thấy trái tim ngọn lửa thắp cả đời mình, bao phủ không gõ cửa vẫn sáng ngời lung linh. Và mình sẽ giới thiệu cái bài này cho anh nhạc sĩ Quang Đậu xử lý bài này và sẽ hát tặng anh liền. Rồi, xin chào anh nha. Nhạc sĩ Quang Đậu sẽ gửi lời chúc sức khỏe. Tình ta gõ cửa với người con chơi.